quý vị, Việt Nam là một trong số ít các nước trên thế giới đón Tết cổ truyền theo âm lịch. Và những ngày này thì người Việt sẽ sum vầy cùng gia đình thực hiện những tục lệ truyền thống. Vậy còn những người nước ngoài có mặt tại Việt Nam trong thời gian này thì họ sẽ có những cảm nhận như thế nào về Tết của Việt Nam? Ngày hôm nay tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một số người nước ngoài và nghe họ chia sẻ cảm nhận của họ. Ngày 30 Tết, anh Akit người Anh cùng bạn đi tham quan chợ Hoa Xuân tại thành phố Hưng Yên. Tới Việt Nam sống và làm việc đã được 4 năm, 4 lần được trải nghiệm đón Tết cổ truyền của người Việt. Anh Akit đã hiểu thêm được nhiều nét văn hóa và tục lệ Tết ở Việt Nam. I've celebrated Tết holiday 4 years now, and I quite like it, to be honest with you. It is a bit weird at times because most of Vietnamese people cherish their families. This is the right time to meet up with your relatives, go and visit your grandparents, and so on. I'm about to go to Ninh Bình to my girlfriend's house. Also, I want to talk to you a little bit about the traditional Vietnamese food during Tết. I quite like the chung cake. Còn với chàng rể Mark Quist, người Canada, thì đây là lần đầu tiên anh được tới Việt Nam. Cùng đón Tết với gia đình vợ tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Mark Quist đã cùng vợ con đi thăm họ hàng, bạn bè và tham gia trải nghiệm một số tục lệ của người Việt trong những ngày Tết cổ truyền. Ce genre de rituel-là nous permet de connecter avec le passé. C'est une impression qui est difficile à exprimer, mais le fait de répéter des gestes comme ceux-ci dans le temps, ça permet justement de préserver la mémoire des ancêtres. C'est une force spirituelle de vivre ces moments-là. C'est un peu la sensation que j'ai en ce moment. Tôi cảm thấy rất là tự hào về đất nước mình và tôi muốn cho anh ấy khám phá cái đất nước mà tôi yêu quý, đất nước mà là cái cội nguồn của tôi. Cuộc sống của người Việt Nam ấy, ngoài cái việc phải lo kinh tế, người Việt Nam luôn hỗ trợ nhau này, yêu quý nhau này và trao đổi thông tin này, gặp gỡ và dành thời gian cho nhau. Ví dụ như là thời gian vừa rồi nhà mình đã có thời gian rất là tuyệt vời đối với lại gia đình này, với lại các cô dì chú bác này, mổ dê, mổ bò, mổ lợn này, nên thành ra là cảm thấy là không có nơi nào trên thế giới mình được sống những cái giây phút tuyệt vời như thế. Dù là khách hay là dâu, rể đến Việt Nam vào những ngày Tết đều được chào đón nồng nhiệt, được sum vầy, trải nghiệm không khí cũng như tục lệ Tết Việt.